Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại kênh Chai LPT Nhật Đức. Thì hôm nay thì mình lại review một sản phẩm trong chuỗi hàng nghìn sản phẩm có mặt tại phố Tố Nhật Đức. Đó chính là đôi đèn gầm của Kia K165 và Kia K3000 cộng với Kia K140. Đấy, chiếc đèn gầm này thì thời gian vừa qua, năm vừa qua cũng như chứng năm trước rất nhiều bác hỏi là có đôi đèn gầm nào mắt xích nó phù hợp với cái đèn cản của mình không, không phải chế cháo cũng như không phải khoan đục đỗ nhiều. Thì em xin thưa các bác là đây là một trong những cái sản phẩm nó sẽ vừa cái đôi đèn gầm của các bác, nhưng mà chúng ta vẫn phải chế chân. Đấy, trước khi đưa nó ra và ướm vào cái xe thì em sẽ review qua cho các bác xem cái đèn này nhá. Đèn này thì diện tích mắt vát của nó vừa khít khiên khịt luôn cái mắt xích của những chiếc xe Kia K165, K3000 và K140 tại trên thị trường. Đấy, điều đặc biệt thứ hai nữa là đèn này nó là đèn bóng sợi đốt các bác, không phải đèn LED. Nên chính vì thế các bác lắp hoặc độ thoải mái khi đi đăng kiểm cũng như là lưu thông trên đường, không sợ sai quy định của nhà nước. Đấy, và vừa rồi quy định 100 ra các bác cũng biết đấy, toàn bộ đèn LED, đèn sợi đốt, đèn xê lông các bác nhé, hoặc là đèn LED sẽ bị cấm cũng như lưu thông trên đường. Bản thân em bán hàng những cái mặt hàng đó bây giờ bán rất là chậm, rất ít người mua. Thế nên ra đôi đèn này là một trong những sự lựa chọn hoàn hảo cho cái đèn gầm. Thứ nhất, giá thành hợp lý. Thứ hai, các bác chế cũng không mất quá nhiều thời gian. Em mà nói đèn này phải chế nhá, chứ không phải ấn vào vừa luôn, các bác về phải chế tai. Đây, sau đây em sẽ review qua cái đèn này cho các bác xem. Thứ nhất, nói luôn với các bác luôn là đèn này là đèn Trung Quốc, không có đèn xịn của Hàn Quốc. Đây là vẫn chưa bóc ni lông cho các bác nhá. Nên là bóc ni lông ra mặt mạ nó sẽ rất là trắng, nó sẽ rất là sáng các bạn, chứ không phải là nó mờ mờ. Đây là qua ni lông các bạn. Đấy, thứ hai là nó sẽ có ba cái tai. Đấy, và đằng sau của nó là có cái để thay bóng đèn. Đấy, và đó là hình vát rất vừa với cái đèn mắt xích của thằng Kia K165, K3000. Đấy, và đây một đôi đèn của nó đây. Đèn này đèn Trung Quốc các bác nhá, nói luôn các bác là Trung Quốc, chứ không phải xịn sò hay là Korea có đủ gì cả. Trung Quốc, made in China. Nhưng mà nói các bác là nó hỗ trợ được cái đèn pha. Đấy, đơn giản anh em mình với một vấn đề là nó hỗ trợ đèn pha, chế vào nó thấy sáng hơn, sáng tăng cường cái đèn pha. Đấy, vì mặt kính nó rất là trong, trong và sâu nữa. Đấy, nhìn thì nó cũng khá sắc nét. Còn độ bền như thế nào thì em thật các bác là em chưa biết được. Đấy, chưa biết được. Thế nên thành ra là đây em sẽ ra cầm cái đèn này, review trực tiếp, ướm vào cái đèn xe cho các bác xem nhá. Đây, em sẽ cho vào túi lông này, hướng dẫn các bác ra tận xe luôn. Vì nhà em gần khu chợ cá mà, thành ra là rất nhiều xe cá, chiều đến, tối đến, rất nhiều xe cá các bác ý lên chạy xe Kia, thành ra là rất ướm, rất là hay. Đây, em sẽ mang nó ra đi, các bác đi cùng em luôn nhá, để review luôn. Trước khi ra thì các bác lại quay lại cảnh cửa hàng lại các bác này. Đây, cửa hàng em đây nhá. Đấy, một phút quảng cáo. Đấy, một phút quảng cáo. Và đây em sẽ ướm luôn cho các bác luôn một chiếc Kia trước cửa nhà em luôn đây. Đây nhá, đây các bác nhìn hình dung đây đúng không ạ? Đây là cái cản của Kia nhá. Đây là chiếc Kia K140, nó thấp hơn cái đời K165 và K3000 nhưng mà nó vẫn là form này. Thì sau đây em sẽ ướm những cái đèn này vào cho các bác xem này. Đây nhá, cản của bác con này đúng không ạ? Gốc của bác như này, vẫn nguyên bản đúng không ạ? Chưa ai chế cháo gì nhá. Đấy, chưa ai chế cháo gì này. Bác này chưa hề chế tai đèn để bắt đèn. Và sau đây em sẽ review cho các bác cái quả bên phụ nhá, để các bác hiểu thêm là quả bên lái đi. Ok, đây em sẽ review quả bên lái cho các bác xem này. Đây, nó đánh dấu lái phụ. Đây, em sẽ review quả này là quả đây, quả bên lái đây. Khi em đặt vào các bác nhìn nhá, nó sẽ có khít hay không này. Đây, em sẽ lồng tay vào. À đây, quả này bị luộc rồi các bạn. Đây nhá, hốc của nó như này đúng không? Đây, hốc ở đây đúng không các bác? Hốc đèn xe các bác đây đúng không? Đây, quả này đây. Đây, em đặt lại cho các bác xem này. Đây. Đây. Đó, nó sẽ như thế này. Đây, nó sẽ như thế này các bác nhá. Nó sẽ vào khít luôn à. Đây, để em review quả bên phụ cho các bác xem nhá. Em giờ gì nhá? Mình sẽ review cho các bác xem quả bên phụ luôn nhá. Đây, quả bên lái rồi, giờ có quả bên phụ đúng không? Mình sẽ cho các bác xem quả bên phụ này. Một pha thừa luôn này.
đây, quả nguyên vụ đây. Đây. Đây nha các bác nhá. Các bác nhìn thấy không? Đấy, nó sẽ vào đúng cái phải form này luôn. Thế nên thành ra là các bác nào mà muốn độ thì bắt buộc các bác phải về độ chân bên trong. Khoan chân hoặc là hàn chân thì cái đấy phải ra cơ khí hoặc là cũng như là bác nào khéo tay có thể làm được. Đấy các bác nhìn thấy không? Nó cái vừa khít luôn cái mắt xanh luôn này. Đấy, đây nhá, em quay cạnh cảnh luôn này, vừa khít mắt xanh luôn này. Nó vừa đến 80%. Còn nếu bác nào muốn đẹp nữa thì phải đập một tí ở cái bát sốc này vào trong một tí, còn không thì các bác để nguyên như này. Nó sẽ vừa 80%. Đấy các bác thấy không? Trực tiếp trên xe luôn nhá. Đây còn bên trong đây là cái như thế này. Đấy các bác phải chế chân. Đấy. Đấy vừa rồi thì em đã review trên trực tiếp trên xe đúng không? Thì em lại cầm vào cửa hàng nhá. Đấy em lại quay lại cái bát sốc cho bác xem này. Đấy. Đấy. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bác ở siêu phẩm tiếp theo. Đấy. Bác nào mà đấy nha, em lại bỏ cái đèn cho các bác xem này. Đấy, chiếc đèn này. Đấy, các bác thấy không? Vừa rồi thì em đã ướm ngay cái chiếc xe Kia kia trước cửa hàng em luôn. Đấy, và bây giờ nó lại trở lại vị trí này. Đấy. Bác nào mà có nhu cầu và có nhu cầu mua thì liên hệ với em. Nhà em dùng duy nhất một cái cạc visit này nhá. Đấy, cảm ơn các bác đã đến với video này. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.